Đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu rỗi nhân loại chúng ta mà thôi. Đồng bào nhớ khắc ghi và thông báo những sấm lệnh này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đây là những hình ảnh phép lạ mà Cha Trời Giê-xu đã cho tỏ hiện ra, bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay là 18 tháng 3 năm 2015. Người Việt Nam, mau mắn ăn năn sám hối, cùng lúc phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Những ai thờ ơ vô trách nhiệm với lời kêu gọi này thì lần lượt sẽ mất tất cả những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho. Thì ráng chịu, sau này sầu khổ, linh hồn bị nhốt chung với những kẻ thờ ơ vô trách nhiệm hàng ngàn năm thì vô cùng kinh hoàng, chán nản, khốc liệt, đau buồn thì ráng chịu. Đừng có trách móc. Tại sao y sư thánh giống chúng tôi không cảnh báo cho các người? Nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Y sư thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt. Và xin hẹn đồng bào tập họp vào mỗi Chủ nhật vào lúc 12 giờ trưa phía trước Văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và Nhân loại tại nơi Parking Lot. Chúng ta sẽ tập họp vào mỗi Chủ nhật vào lúc 12 giờ trưa. Đồng bào nhớ có mặt đông đủ với tinh thần thật sự ăn năn sám hối. Những ai ước ao lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng. Y sư Thánh Giống thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần cảnh báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, hôm nay là 18 tháng 3 năm 2015. Y sư thánh giống chúng tôi thành khẩn cảnh báo và nhắc nhở cho toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi được rõ. Kính thưa đồng bào, Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại đã bắt đầu làm việc full time từ năm 1999 cho đến ngày hôm nay vẫn liên tục làm việc. Và thưa đồng bào thương mến, những sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế cáo chung và những phép lạ vĩ đại quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày Cha Trời Thượng Đế toàn năng tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu để cứu rỗi chúng ta. Những phép lạ và những sấm lệnh mới nhất và quan trọng nhất từ bây giờ cho đến ngày cáo chung, Cha Trời Thượng Đế toàn năng đã cho tỏ hiện ra và đã ban cho nhân loại và người Việt Nam chúng ta đã nhận được trước. Và chúng ta có bổn phận thông báo những sấm lệnh
và những hồng ân vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Vì thế tôi thành khẩn kêu gọi và nhắc nhở cũng như cảnh báo cho toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta. Hãy mau mắn đồng hành với tôi, phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để chúng ta cùng nhau thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Bởi vì nhân loại đang đối diện với thời kỳ mạt kiếp đang chuyển qua thời Thánh Đức. Và đương nhiên, đó là lý do tại sao tận thế đang bắt đầu xảy ra. Tận thế để cứu rỗi và bảo vệ cũng như an ủi cho những người hiền hòa, biết vâng lời Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Tận thế để sửa phạt những kẻ hung dữ ác độc. Một lần nữa, tôi kêu gọi tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta hãy làm gương trước. Đó là sốt sắng ăn năn sám hối, cùng lúc phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đồng bào mau mắn vào trang website faithgodjesuschrist.com để xem xét và học hỏi về những phép lạ này. Và đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng cho những ai ước ao lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức. Đây là địa chỉ liên lạc Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại. Đồng bào nhớ làm bổn phận của mình. Bởi vì không có một kẻ nào chạy khỏi sự phán xét của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và đương nhiên không có một kẻ nào chạy khỏi lưới của trời. Tất cả nhân loại cần ăn năn sám hối gấp. Và người Việt Nam chúng ta có bổn phận làm gương trước. Bởi vì những sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế, người Việt Nam chúng ta đã nhận được trước. Đó là lý do tại sao người Việt Nam chúng ta có bổn phận phải làm gương trước. Một lần nữa, chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Và đặc biệt tôi cảnh cáo cho ba nhóm Việt Gian, Việt Cộng, Việt Kiều. Đa số các người hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội gấp. Bởi vì đa số ba nhóm Việt Gian, Việt Cộng và Việt Kiều đã làm buồn lòng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng vô cùng đau buồn. Và nếu những kẻ này tiếp tục cố chấp kiêu ngạo, hỗn láo sất sược với những sấm lệnh này, thì trong tương lai, sau khi chết, linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm, vô cùng sầu muộn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Trước khi linh hồn của họ được tái xét một lần nữa, Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt.
Kính thưa quý vị, đây là ba hình ảnh đặc biệt đã hiện ra trên nền trời thuộc thành phố Westminster, California 92683. Hình ảnh đầu tiên là khuôn mặt cha trời Giêsu, sau đó ngài cho khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Và sau đó cha trời Giêsu cho ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Và quý ngài anh hùng chiến sĩ trận vong đã yêu cầu tôi để những hình ảnh này tại nơi đây 24/24 để cho đồng bào bá tánh nhân loại đến đây chiêm nghiệm học hỏi về những phép lạ này. Thế nhưng mỗi lần tôi để những hình ảnh này tại nơi đây thì sau đó không lâu bọn cộng sản, bọn Việt gian và bọn tài phiệt quốc tế đã nhận tiền của cộng sản đã đến đây và đã quăng những hình ảnh này xuống nước hoặc là ăn cắp đem đi chỗ khác. Bởi vì bọn cộng sản, bọn Việt gian và bọn tài phiệt quốc tế đã nhận tiền của cộng sản và chúng nó đã to rập để xóa bỏ lịch sử của quý ngài anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho nhân loại được sống thêm tràn đầy ý nghĩa hơn. Kính thưa quý ngài, hôm nay là 18/3/2015. Tôi có mặt tại nơi đây để thưa chuyện cùng quý ngài về việc tôi không thể tiếp tục để những hình ảnh đặc biệt này tại nơi đây. Bởi vì tôi không bằng lòng cho bất cứ một kẻ nào xúc phạm đến những hình ảnh phép lạ vĩ đại này mà quý ngài đã hiện ra tại nơi đây. Vì thế, tôi chỉ làm việc mà tôi có thể làm là từ nay tôi sẽ để hình ảnh của quý ngài ở tại văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại mà tôi đã được cha trời Giêsu cùng quý ngài cho phép tôi để những hình ảnh trên khung cửa kính tại văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại, địa điểm 13372 Golden West Street, Suite Number 205, Westminster, California 92683. Để cho bất cứ ai cũng có thể đến chiêm nghiệm, chỉ cần lái xe ngang qua hoặc là đậu xe nơi parking lot nhìn lên là có thể thấy hình ảnh cha trời Giêsu, hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong và hình ảnh ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta hiện ra trên mây. Và đương nhiên chúng tôi có họp mặt cầu nguyện bình an cho nhân loại vào lúc 12 giờ trưa mỗi Chúa Nhật. Đó là lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta và cùng quý ngài triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong cho phép chúng tôi làm như thế. Vâng, tôi rất vui mừng và tôi sẽ chấp hành theo lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong
yêu cầu chúng tôi làm như thế. Vì thế tôi yêu cầu đồng bào và mời gọi và nhắc nhở cho đồng bào Việt Nam chúng ta hãy dùng thời giờ quý báu của mình có mặt tại địa điểm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và Nhân loại tập họp tại Parking Lot vào mỗi Chủ nhật vào lúc 12 giờ trưa để chúng ta cầu nguyện xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong ban ơn cứu rỗi và ban ơn bình an cho tất cả nhân loại. Hãy mau mắn ăn năn sám hối gấp. Đồng bào nhớ, thật sự ăn năn sám hối, đến cầu nguyện cùng chúng tôi tại Phật Kinh Lát, phía trước văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và Nhân loại, vào mỗi Chủ nhật vào lúc 12 giờ trưa. Địa điểm 13372 Golden West Street, Street number 205, Westminster, California, 92683. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi và thật tâm ăn năn sám hối tập họp mỗi Chủ nhật vào lúc 12 giờ trưa tại phía trước văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và Nhân loại. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt và xin hẹn đồng bào tại địa điểm văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và Nhân loại. Điện thoại liên lạc Thánh Giống chúng tôi là 714-457-0153. Đặc biệt những ai chưa thực sự ăn năn sám hối xin miễn gọi. Và cũng không nên có mặt tại buổi họp ở tại văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và Nhân loại. Bởi vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ không tiếp những kẻ cố chấp kiêu ngạo không thực sự ăn năn sám hối.